lại là một phần còn kiểu như là chia sẻ với học trò là chính. Mình tên là Nguyễn Thị Minh Tâm, học trò còn gọi mình là Tâm Tiếng, cái gì cũng tiếng. Cái này là chị giáo viên dạy cùng trường của mình đã tặng mình cái tấm khăn màu tím này, và chị nói mình khi đi ra Mỹ thì nhớ mang theo. Nhà mình trồng cái cây chiều tím, mình không dám mua mắc, mình mua cái cây đó giảm giá còn có 7 đô thôi. Mình về mình sang ra được 2 bình, một bình nữa là 2 bình. Có lần nó nở nhiều nhất là 8-9 bông, có ngày nở mười mấy bông. Hôm nay mình sang cắt ngọn nó, mình lại ra thêm một chậu nữa, cho nên là nó chứ hôm nay nó có 5 cái bông à. Mình ngắt hết 2 bông, cắn trên đầu. Mình là Tâm Tím, bạn thân của mình á, cùng đại học của mình á, gọi mình là con mắm. Hồi xưa mình có 43 kg kéo dài mấy chục năm, lúc lấy chồng 40 kg. Sau đó mình lên được 43 kg, và cứ như vậy mỗi lần sanh đẻ ba nhóc thì nó lên 50 kg, rồi nó lại trở về 43. Mà bao nhiêu năm gần như mình không phải đo cái con áo dài. Rồi mình đi học yoga năm 2015, cuối 15 đầu 16 mình đi học yoga, và mình đã lên được đến thời điểm cao nhất là 46 kg. Nhưng mà tập yoga với các thầy Ấn Độ mình đã tập rất là ok luôn, cho nên là người của mình săn chắc, ai cũng kêu là người mẫu luôn á, người mẫu lùn chân ngắn. Nhưng mà không có mỡ. Cái mình bị tai biến, mình bị mổ não 2 lần. Học trò mình, nhờ có học trò mình mới qua được. Mình đã làm cái clip bên Facebook được, cảm ơn mọi người. Mới mốt mình làm lại một cái Facebook của bên, cái cảm ơn ở bên này cho các bác sĩ, học trò, người thân, bạn bè nha. Đó, thì mình đã bị trầm cảm sau khi mình bán nhà. Trầm cảm và mình cứ giữ ký lô là 42, 43 ký hoài. Tại sao khi bỏ còn có 40 ký, cạo đầu như xương cọ mốc, lúc nào ai thấy hình mình cũng là thấy mình còn cái khăn trên đầu, không phải là đều mà là không có tóc, không có tóc. Thế là mình cứ giữ 42, 43 ký cho đến năm 2020, con trai mình ở bên Mỹ về lần đầu tiên, và nó thấy mình thật sự là trầm cảm thật sự, không nghĩ là mình trầm cảm nó lại ghê như vậy. Thì nó khi nó trở lại bên Mỹ này, nó nói ngăn nó ở nhà làm giấy tờ cho mình. Rất may mình đi Mỹ thăm con mình 3 lần trước, lần cuối cùng là tháng 8 năm 2019. Thì theo bình thường là tháng 8 năm 2020 là mình hết hạn cái giấy tờ Facebook, à quên, xin lỗi, visa của Mỹ gấp. Nhưng may mắn cho mình là khi con trai mình đó, làm giấy tờ cho mình đó, thì trên đại sứ quán Mỹ trả lời là vì dịch dễ toàn thế giới cho nên cái visa của mọi người sẽ được cộng thêm 2 năm gia hạn, không phải đi phỏng vấn. Cho nên là cái visa của mình lúc đó còn thời gian. Con trai mình đã đi làm cho mình và mình đã lấy được visa mới, không cần qua phỏng vấn. Qua đây con trai Úc mình năn nỉ, mẹ ơi mẹ ở lại bên này với con đi, hy vọng mẹ sẽ bớt trầm cảm, hết trầm cảm luôn. Và thực sự là mình đã hết trầm cảm. Giờ suốt ngày mình rảnh mà chỉ có cơm nước nhà cửa cho hai vợ chồng nó thôi, chưa có cháu nữa. Cho nên mình rất là rảnh, thời gian rảnh thì mình hay lên Facebook coi chuyện, coi những cái bài viết trên đó, rồi mình đang làm video mình đăng Facebook. Riết thì bạn mình kia thân, bạn tri kỷ của mình luôn á, thời đại học á, nó kêu mình là bị con tâm, bây giờ nó cướp diễn đàn rồi. Mỗi lần mà lên Facebook nói chuyện là mình dịch là không bao giờ nói được nó hết trơn. Hồi xưa con Hoàng Nhất bên Cali quận Cam là nó chiếm diễn đàn, con Thanh là nó chiếm diễn đàn, ở bên San Jose nó chiếm diễn đàn, bây giờ con Tâm là nó chiếm diễn đàn rồi. Cho nên là suốt ngày mình đăng Facebook, mình biết video thì mình sợ làm phiền mọi người, cho nên mình đã tính kêu con trai Út của mình là mới sáng nay mình có ý định là kêu con ơi, con làm cho mẹ một cái tài khoản YouTube để mẹ đăng bài trên đó cho nó đỡ làm phiền mọi người. Tại vì trên Facebook mình cứ đăng nhiều khi nó khóc nhảy vào bài của người ta, có người thích người khóc nó sẽ phiền hơn là bên YouTube. Bên YouTube ai muốn thì mở ra, ai không ghét thì thôi. Cho nên mọi người ủng hộ mình nha, ủng hộ mình bên Tâm Tím nha. Bên Tâm này, vòng tím đâu à? Vòng tím nè, 250 đô đó, mà bà chủ đòi 299 đô đó. Mà rốt cuộc do quen biết nhà gần đấy, hỏi ra là nhà gần đại học sư phạm mình, cho nên bớt cho mình đó, còn 250 đô. Tặng mình một cái vòng tím mà hôm nay mình cất rồi mình đổi cái vòng xanh, tại cái gì cũng tím. Nhẫn là con trai mình nó làm cho mình màu tím. Bông tai màu tím là một cô chủ tiệm, một bé chủ tiệm vàng ở Hilton này đã tặng cho mình đôi bông màu tím. Tại cô thích màu tím quá, em chẳng tặng cô cái gì để em tặng cô đôi bông màu tím. Nói chung là tím, tím là màu Tâm yêu thích. Học trò gọi Tâm là Tâm Tím. Mọi người ủng hộ bên Tâm nha. Nguyễn Thị Minh Tâm,
Mình sẽ tính mở cái kênh là Nguyễn Thị Minh Tâm Cuộc Sống Mới. Cuộc Sống Mới sống sau khi được cứu sống. Đáng nhớ là Minh Tâm ra đi rồi, nhưng Minh Tâm được cứu sống. Bác sĩ mổ Tâm còn nói là cô là gặp phép nhiệm màu luôn đó. Tâm không biết nhiệm màu có phải hay không, nhưng mà thật sự là Tâm chết đi sống lại. Và Tâm đã nằm 2 năm trời, thực sự là không có giao tiếp với ai, không có bóc điện thoại, không lên Facebook. Bởi sau này lên Facebook đầy ngạc nhiên, cái gì nó cũng ngạc nhiên hết. Kênh của Tâm là Nguyễn Thị Minh Tâm Cuộc Sống Mới. Cuộc Sống Mới là sau khi sống lại, được học trò mổ não 2 lần. May mà học trò mình lại thân thiết, cả chị nó cũng là bác sĩ, nó cũng là bác sĩ là chủ nhiệm chị luôn, dạy anh dạy em trong nhà, đó là trường phòng cấp cứu đa khoa Đồng Nai. Mình cảm ơn tất cả các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Đồng Nai, tất cả các bác sĩ học trò mình. Bác sĩ không phải là học trò mình, bác sĩ ở Sài Gòn cũng về gửi cho mình, học trò cũng gửi các trưởng khoa bên ngoài cho mình. Cho nên ai cũng kêu là chờ cô bác sĩ nói mình là cô là cô giáo, mà nhiều học trò gửi quá, ở đâu cũng thấy gửi, trưởng khoa này trưởng khoa kia cũng xuống gửi, cứ gọi là cô Minh Tâm phải cứu cô Minh Tâm nha. Rất may là mình không phải mổ cái hộp sọ ra đấy, đáng nhẽ mình phải mổ cái hộp sọ ra cơ, mổ hộp sọ ra nuôi cái hộp sọ, nhưng mà chỉ đục cho mình một miếng mà bác sĩ cũng sợ mình xấu sao. Giấu cái tóc mình nè, giấu cái tóc mình, bây giờ kéo ra thì nó cũng bị tóc mọc lên rồi, không có thấy, nhưng mà to bằng ngón tay cái. Mổ lần thứ hai phải đục cái này ra, bởi cái mặt mình nghe nói sưng như cái mâm rồi, nó phù lên rồi, cho nên là phải đục ra để hút dịch ra mới mổ được. Nên Tâm rất cảm ơn tất cả các bác sĩ, dù là học trò hay không học trò. Cảm ơn học trò đã gửi gắm cho Tâm, cảm ơn học trò, người thân, bạn bè, bạn bè giúp ra, bạn bè đồng nghiệp, bạn bè các nơi đã góp quan tâm và giúp Minh Tâm sống lại. Minh Tâm xin cảm ơn mọi người đăng ký cho kênh Tâm nha. Tâm sẽ mở ra vào tối hôm nay hoặc ngày mai, ngày mười mai. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Nguyễn Thị Minh Tâm, Cuộc Sống Mới. Cuộc Sống Mới, cuộc sống sau khi mình bị tai biến 2 lần, không phải tai biến 2 lần, mà một tai biến xong mổ não 2 lần. Cảm